Thưa quý vị, với tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tạm dừng thêm một số các hoạt động kinh doanh, giải trí, thể thao tập trung đông người không cần thiết. Cụ thể, một Tạm dừng các hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, các điểm kinh doanh internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, massage, sông hơi, gym, pilates, yoga, hồ bơi, hội chợ, Hát với nhau, tiệc cưới, ẩm thực dưới hình thức buffet, không tổ chức các hoạt động sự kiện tập trung đông người, tạm dừng các cuộc họp hội nghị, họp mặt không cần thiết, tạm dừng các lễ hội tôn giáo tập trung đông người, giảm quy mô, tiết giảm thời gian thực hiện các nghi lễ tôn giáo và đảm bảo chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch và thông điệp 5K, khuyến khích thực hiện nghi lễ tôn giáo bằng hình thức trực tuyến kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2021 cho tới khi có thông báo. 2. Đối với đám tang, thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 3. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động, các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức kinh tế tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. 4. Khuyến khích mua bán, trao đổi hàng hóa, hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng hình thức trực tuyến để mạnh hình thức họp trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà nếu vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định trong đó cán bộ công chức viên chức nhà nước phải gương mẫu đi đầu chức vụ càng cao càng phải gương mẫu